Michael Douglas mừng sinh nhật lần thứ 70. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Michael Douglas mừng sinh nhật lần thứ 70 vào ngày 25 tháng 9. Michael Douglas đã trở thành một trong những tên tuổi đình đám và có sự nghiệp dài nhất trong làng điện ảnh, với hơn 40 bộ phim và giành 2 giải thưởng của Viện Hàn Lâm Điện Ảnh. Sinh vào năm 1944 tại New Jersey, trong một gia đình có bố là diễn viên. Tuy nhiên, từ nhỏ, ông đã phải sống trong cảnh bố mẹ ly dị. Những khó khăn ban đầu không ngăn cản được Douglas, thành công đầu tiên của ông đến vào thập niên 70 với loạt phim về cảnh sát ở San Francisco. Trong bộ phim đầu tiên tham gia với vai trò sản xuất, Douglas đã giành giải Oscar cho phim xuất sắc nhất. Vào thập niên 80, ông thử sức mình với thể loại hài tình cảm, đóng vai chính trong loạt phim đình đám Romancing the Stone và Jewel of the Night. Đời tư của nam diễn viên này cũng khá phức tạp và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vào năm 2000, ông cưới nữ diễn viên Anh Catherine Zeta-Jones, kém ông 25 tuổi. Họ có với nhau 2 người con và từng chung sống ở New York, California, Bermuda và Wales. Trước đó vài tháng thì người vợ đầu của ông là Deandra nộp đơn ly dị sau 23 năm chung sống. Người con trai của họ Cameron phải chịu án tù 5 năm vì tội vận chuyển và mua bán ma túy. Sau đó, Douglas cho biết đáng ra mình phải là một người cha tốt hơn. Có lẽ chính việc ông luôn vắng nhà và lý do đã khiến cho Cameron luôn chìm đắm trong men rượu từ tuổi 13. Vào tháng 8 năm 2010, Douglas thông báo mình bị ung thư vòm họng giai đoạn 4, kết quả của nhiều năm trời uống rượu và thuốc lá. Tuy nhiên, nhờ vào quá trình điều trị tích cực bằng hóa và xạ trị, các bác sĩ cho biết ông có 80% cơ hội phục hồi.